qua một buổi sáng khi mới bước vào lớp học, bạn Tú vô trong lớp với tinh thần chán nản, một mũi một mình ở một góc lớp học. Khi đó bạn Lan, bạn thân của Tú cũng vừa đến lớp, lại vô nhập bạn và khuyên bạn. Sau một hồi tâm sự, bạn thân của Tú cũng đã hiểu ra được vấn đề của sự việc. 3 ngày sau, không thấy Tú đi học, bạn thân của Tú đã vội vã chạy đến báo và trình bày sự việc Tú đã tâm sự với cô chủ nhiệm. Em có việc cần báo. Em biết cô đây hả? Em lấy ghế ngồi trước đi. Dạ, em có một chuyện muốn nói với cô về bệnh Tú đó hả? Dạ, gần đây em thấy bệnh Tú có những biểu hiện rất là lạ. Mấy hôm nay em có đi học sớm, em thấy bạn ngồi trong góc lớp với khuôn mặt buồn bã. Em có đến tâm sự với bạn. Sau một hồi trò chuyện, em cũng có biết về việc tại vì gia đình sầm sỡ các cô. Gần đây việc học của bạn cũng bị sa sút nữa. Khi nghe câu chuyện, cô thương học trò mình biết bao. Khi đó cô nghĩ rằng Tú rất đáng thương. Có thể Tú phải chịu nhiều loại bạo lực gia đình gây ảnh hưởng về thể chất và tinh thần. Lớn hơn nữa là xâm hại tình dục. Nhưng để xác định câu chuyện cô học trò mình vừa bày tỏ, khi đó giáo viên chủ nhiệm đã nhắn nhủ lời động viên và tư vấn của mình dành cho Tú thông qua người bạn thân này. Thì em là bạn thân Tú thì cô nghĩ trong thời gian này em phải là người khuyên bạn lạc quan và tích cực trong việc học. Vì năm nay là năm học cuối cấp 2 của các em rồi, tương lai của các em thì chắc chắn không thể bị đánh mất. Cuối cấp 2 thì em có thể nói bạn là đồng học ở các trường nào. Em cũng nên khuyên bạn không nên ở nhà một mình khi không có ai. Hoặc nếu như là bạn Tú bị trường hợp với bạn nữa thì thứ nhất em nên khuyên bạn tìm cách thoát khỏi tình huống bằng cách bỏ chạy mọi cái con gian muốn để không nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Thứ hai, nếu mà bạn đang trong tình trạng bị bạo lực, em nên khuyên bạn là lấy hai tay ôm phần đầu và co gặp người lại để tránh bị chấn thương nặng ở các vùng nhạy cảm. Thì cô nghĩ bây giờ em với cô đi qua nhà bạn Tú ha. Trước khi qua nhà bạn Tú thì mình qua bên nhà thầy Thịnh, giáo viên chuyên môn học đường của trường mình á, để mời thầy đi cùng. Thầy sẽ có những cái biện pháp tốt hơn. Dạ. Cô ơi, thầy thời được cho cô. Dạ. Chào thầy. Trên đường đi, đúng lúc gặp thầy Thịnh đi công việc về, giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi sự việc với thầy và thầy đã chấp nhận cùng giáo viên chủ nhiệm đến nhà Tú. Đây là nhà bạn Tú nhà thầy rồi cô. Chị Hai ơi, có nhà không? Với ai đây? Chào cô, tôi là mẹ của Tú. Cô đến đây có việc gì không? Chào chị, cô là giáo viên chủ nhiệm của em Tú. Đây là thầy giáo tư vấn ở bên trường tôi, còn đây là bạn thân của Tú. Thì hôm nay chúng tôi tới đây là muốn bàn với chị về một số việc liên quan trực tiếp tới Tú đó chị. Đứng một hồi lâu thì mới được mời vào nhà để nói chuyện. Cô vào nhà chưa? Chị ơi, dạo hôm nay thì cô không có thấy em Tú đi học. Thì cô biết là em Tú ở nhà có xảy ra chuyện gì không chị? Thì cô gái thấy lớn thì có lúc nó đau bụng, có lúc nó nhức đầu ấy mà. Nhưng mà mấy hôm nay cô có thấy nó giống như không biết nó chẳng có chuyện với tôi. Nhưng mà đợi việc kỳ lạ hơn á là cái lập gia dụng đó, cô có biểu hiện sợ hãi cho thế nào, cô cũng chẳng biết chuyện gì. Chị cho tôi hỏi là Tú ở nhà có quen không chị? Thì Tú ở nhà không quen mà có hỏi nói chuyện gì không? Thì tôi nghĩ chị là mẹ của Tú chắc hẳn vụ việc gần đây của con mình thì chị sẽ biết. Thì ở trên trường tình trạng của Tú thì rất là mệt mỏi. Trên tay chân của em ấy thì tôi còn thấy các cái bầm tím, thì không biết là chị có thấy không? Ôi cô ơi, công việc tôi cũng khá là bận rộn nên tôi cũng rất quan tâm đến nó. Nhưng mà nó cũng sắp lên cấp 3 rồi mà cô, nó đâu phải còn nhỏ nữa đâu. Thì sẵn đây thì cũng muốn nói rõ với chị để chị biết được một số việc. Thì qua nắm thông tin từ bạn thân của em Tú, chồng hiện tại của chị là cha dượng của Tú đã có những hành vi xâm hại Tú, là đã vi phạm luật phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Người vi phạm luật phòng chống xâm hại tình dục trẻ em sẽ xử lý theo tại điều 142 bộ luật hình sự. Khung hình phạt tù sẽ từ 7 đến 20 năm tù chung thân hoặc là tử hình. Pháp luật Việt Nam thì đã ghi nhận, đảm bảo và bảo vệ danh dự nhân phẩm, quyền tự do thân thể của mọi con người. Chị là mẹ thì tôi nghĩ trong cái tình trạng
xã hội. Thì tôi cũng xin trao đổi với chị một số việc là chị không lên thì con bé ở nhà một mình khi có cha dưỡng, và chị là mẹ nếu không bảo vệ được con mình thì hãy báo cho cơ quan chức năng đến để can thiệp và xử lý. Chị nên hướng dẫn cho em con một số kỹ năng phòng vệ khi có tình huống xâm hại tình dục xảy ra, tìm cách thoát khỏi tình huống, kêu mọi người giúp đỡ chứ đừng xấu hổ hay sợ hãi. Khi gặp tình trạng như vậy, chúng ta có thể gọi cho cơ quan chức năng số 113 đến để can thiệp và xử lý. Gọi cho Trung tâm Tư vấn Hôn nhân Gia đình thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với đường dây nóng 0377 672 444 đến để nhận sự trợ giúp. Gọi cho tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia để nhờ sự giúp đỡ. Khi phát hiện ra sự việc, đáng lẽ người mẹ nên đặt lợi ích sự an toàn của con mình lên hàng đầu, chứ không phải bao che cho hành vi xấu xa của cha dượng mà có những lời hăm dọa với con như thế. Chị có biết hậu quả của việc xâm hại tình dục đối với trẻ em là gì không? Người bị xâm hại tình dục, đặc biệt là trẻ em, thường sẽ bị tổn thương nặng nề về cơ thể lẫn tâm lý trong một khoảng thời gian rất là dài. Về cơ thể có thể bị sưng tấy ở các bộ phận sinh dục hoặc gây khó khăn với cái việc mang thai ở các bạn nữ. Còn về tâm lý thì có thể sẽ tự tổn thương bản thân mình hoặc có ý định tự tử nữa. Tôi cũng cảm ơn cô và thầy đã đón đồng viên và chia sẻ cho tôi.